sốc chúc mừng cho các cháu cái nào. Xin chuẩn vào bên trong và có phần tình trạng nước ngay từ giờ phút này ạ. Vâng, cánh đồng hương trường của gia đình ông bà Hưng Xoan vẫn đang rộng và giang rộng cánh tay để chào đón tất cả các hộ các ông các bà toàn thể cô dì chú bác quan thiện bố vào hai bên gia đình. Tôi vui mừng nồng nhiệt chào đón toàn thể các cụ các ông các bà và toàn thể quý vị khách quý. Chúng ta đang có mặt tại hôn trường của gia đình nhà trai tới bên lễ thành hôn long trọng chú rể Khánh Thương sánh duyên cùng cô dâu Bích Phương, Khánh Duy. Thưa quý vị, lời nói đầu tiên thì thay mặt trong ban tổ chức kính gửi tới các cụ cô ông bà lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành, lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất ạ. Kính thưa các cụ cô ông bà, thưa toàn thể quý vị khách quý thân mến, đám cưới là hình ảnh tốt đẹp nhất của hạnh phúc lứa đôi, là hạt giống đỏ của phúc lộc thọ, là niềm vui của hai họ hai gia đình. Hòa trong không khí lãng mạn hữu tình trong một buổi chiều mùa đông với cơn gió se lạnh bay đi, mang theo hơi thở tình yêu, lúc này chúng ta cảm nhận
hơi ấm của quý vị đã cùng lan tỏa khắp hôn trường của gia đình ông bà Hương Song. Thưa quý vị, vâng, hôn nhân là cánh cửa để cô dâu và chú rể bước vào ngôi nhà hạnh phúc, và hôn nhân cũng là lời hứa cao quý nhất của tình yêu. Với một tình yêu nồng ấm, hai bạn ngày hôm nay chính thức đã cùng nắm tay để cùng tiến tới một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, trở về với mái ấm hạnh phúc gia đình. Thưa quý vị, được trở về với buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn của quan viên gia đình nhà trai và ông trưởng đoàn của quan viên gia đình nhà gái sẽ cùng ra khu sân khấu để có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời và quý vị cùng chào đón hai bác trưởng đoàn. Một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt ạ. Kính thưa quý vị, khách quý thân mến, trên lâu đài hạnh phúc đó chính là ông trưởng đoàn của quan viên gia đình nhà trai cũng như ông trưởng đoàn của quan viên gia đình nhà gái. Quý vị cùng chào đón hai ông trưởng đoàn, một tràng pháo tay thật lớn và nồng nhiệt ạ. Sau đây thì xin được trân trọng kính mời ông trưởng đoàn của quan viên gia đình nhà gái có đôi lời giới thiệu thành phần đại biểu gia đình nhà gái, có đôi lời phát biểu trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời ông. Alo. Kính thưa các quý vị đại biểu, và kính thưa các cụ quan viên hai họ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, là được bồ tốt, là các cụ các cô các bà đã quan viên hai họ đã chọn cho hai cháu Khánh Duy và Bích Phương. Giờ phút này hai cháu Khánh Duy và Bích Phương chính thức là vợ là chồng của nhau, sống với nhau trọn đời, được sự quan tâm chúc phúc của tất cả các cụ công các bà và cả quan viên hai họ có mặt dự lễ hôm nay. Thay mặt họ nhà gái xin cảm ơn và xin chúc các cụ công các bà mạnh khỏe. Và báo cáo các cụ công các bà, từ phút này với nhà gái chúng tôi xin báo cáo với các cụ quan viên hai họ nhà trai, từ phút này cháu Bích Phương là chính thức là con dâu của ông bà Song Hưng. Đấy, và cháu Khánh Duy là chính thức là con rể của ông bà Tinh Thêm. Đấy, được sự quan tâm của các cô ông bà thì chúng tôi là xin là cảm ơn. Và giờ phút này chúng tôi xin giao cháu Phương là con dâu của ông bà Song Hưng và là con cháu của dòng họ. Vậy cũng mong các cụ công các bà trong dòng họ là quan tâm và tiếp tục chăm lo hạnh phúc cho các cháu được sau này là được dâu hiền đệ đạo. Với quan họ từ nhà gái chúng tôi cũng mong là các cụ công các bà tiếp tục chăm lo hạnh phúc các cháu, mà giờ này sang năm các cháu lại có cháu, thế thì có cháu mà được sự quan tâm của các cụ công các bà lại cho chúng tôi lên để chúc cho các cụ công bà. Thì giờ không biết nói gì hơn là xin cảm ơn và chúc hội hôn thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ông trưởng đoàn của quan viên gia đình nhà gái cũng có đôi lời phát biểu trao dâu trong buổi lễ thành hôn này. Nhau mới thấy rằng nhà trai nhà gái đâu xa, hôm nay kết nghĩa giao hòa trăm năm, nhà dâu nhà rể cũng gần và từ nay kết nghĩa tình thân đậm đà. Đáp lại những tình cảm các cụ ông các cụ bà quan viên gia đình nhà gái đã đưa cô dâu trở về nhà chồng rất đông đủ các thành phần như vậy, đáp lại tình cảm đó xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông trưởng đoàn của quan viên gia đình nhà trai có đôi lời ý kiến phát biểu là đáp lễ và xin nhận dâu. Một tràng pháo tay thật lớn được quý vị ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng quan viên hay họ, kể cả từ giờ phút này, cháu Phương chính thức là con dâu của ông bà Song Hưng và là cháu dâu của họ Nguyễn chúng tôi, trong gia đình họ Nguyễn chúng tôi. Và cháu Duy chính thức là con rể của ông bà Tinh Thêm và là cháu dâu của các cụ con các bà bên ngoại, cháu rể của các cụ con các bà bên ngoại. Và chúng tôi xin chúc sức khỏe quan viên hai họ mạnh khỏe và hai cháu cho năm hạnh phúc. Xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn và xin mời hai bác trưởng đoàn có một cái bắt tay ạ, một cái bắt tay để gắn kết tình thương gia và một tràng pháo tay thật lớn được quý vị ạ. Vâng, xin cảm ơn hai bác trưởng đoàn trở về vị trí bằng tiền tràng nước.
Thưa quý vị thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã được lắng nghe những phát biểu rằng ông trưởng đoàn gia đình nhà gái và ông trưởng đoàn của gia đình nhà trai đó là nghi lễ xin dâu và nhận dâu, xin sẻ nhận rể. Và bây giờ xin mời chú rể và cô dâu sẽ lên lễ thắp hương gia tiên ạ. Xin được trân trọng kính mời. Sau cô dâu chú rể lễ thắp hương gia tiên, xin mời đại diện của gia đình ạ sẽ cùng dẫn chú rể và cô dâu lên lễ thắp hương gia tiên. Ngoài hội trường thì các cụ cô các bà cùng xây chầu xây nước xây bánh kẹo để cùng chúc mừng cho gia đình cũng như mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Và thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho gia đình, xin trân trọng cảm ơn. Di chuyển vào bên trong và có cả tình trạng nước ngay từ giờ phút này ạ. Vâng, cánh cửa hôn trường của gia đình ông bà Hưng Xoan vẫn đang rộng và giang rộng cánh tay để chào đón tất cả các cụ các ông các bà và thầy cô dì chú bác quan thiên bốn vào hai bên gia đình.
Bây giờ thì chúng ta hãy tới với nghi lễ tiếp theo của buổi lễ thành hôn, đó chính là hai bạn sẽ cùng trai cho nhau cặp tiến cưới yêu thương. Xin mời chú rể và cô dâu sẽ thực hiện nghi lễ trang trọng. Một đồ hôn ngọt ngào, một đồ hôn hạnh phúc minh chứng cho một tình yêu tươi đẹp. Chúc cho hai em sẽ luôn luôn ngọt ngào. Đúng không, vừa rồi hai em trao cho nhau. Và tiếp theo thì cô dâu chú rể sẽ cùng chung là chén rượu cay thì chú rể Duy xin uống cạn để say cô dâu Phương cả đời. Một tràng vỗ tay thật lớn được quý vị. Và bây giờ thì chúng ta đã chứng kiến những giây phút ngọt ngào mà hai bạn cùng thực hiện. Và bây giờ đây thì chúng ta hãy tới những kỷ vật, những món quà từ người thân trong gia đình sẽ lên trang cho cô dâu chú rể. Xin mời ông bà nội ngoại của chú rể và bố mẹ và các ông các bà các cô dì chú bác các anh chị. Vâng ạ, xin mời ạ. Vâng ạ, cứ lần lượt là ông bà nội ngoại, sau đó đến bố mẹ ạ. Xin mời bà. We'll be right back.
cha cha mẹ. Con cảm ơn bố mẹ xinh đẹp xinh xinh. Ngày hôm nay con vô cùng hạnh phúc được là con của bố mẹ. Không uống được đâu, thì nhấp môi cho nó chụp ảnh đây ạ. Uống được thì mà không chết. Đó là chúc cho bố mẹ trong năm hạnh phúc để nhân bán bạc bảo nghĩa phu thê. Chúng ta tình thông ra hai đôi gia đình gắn bó chặt chẽ keo sơn. Cảm ơn các cụ công các bà về nhà trai tiếp đồng nghiệp xin chân thành cảm ơn.